tiếng thì em bao nhiêu? Tiếng rồi. Bây giờ em bắt đầu nghe chưa được 2 tiếng hết. Tiếng hai. 2 tiếng hết. 15 tiết một. Ai nhiều hơn? Chân bằng bao và vai yếu em bạc thêm trắng mưa trên đồng mưa sáng với nhỏ em về đất cùng ta trải bao năm bao ngày mưa tân ông tròn tiếng cười mảnh đất về miền quan họ tìm duyên theo bản địa con nhẹ sang vùng đó là Xuân Trường Hồng Út xin mời sang tiết mục này là tiết mục hát mừng xuân mới Giáp Thìn chuẩn bị. Không nhớ ai ngồi tựa mà thuyền buông câu quan họ còn duyên tìm về hồi xuân cháy hồng vui
bên nhau chúc mai chúc mai xuân họp biến chầu lên duyên bên nhau chúc mai là mai xuân họp mà để hát đi câu tương phùng quay thao em cứ thèm yến đào má thắm mi môi xinh dáng ai tha bước hồn hi yến đào má thắm mi môi Hoàng ca, ngân mông biển biết bao la mượt mà.
trọn tình nghe tiếng hát sao duyên. Em cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ. Đó là nội dung làn điệu gửi về quan họ, được thể hiện qua hai giọng ca Ngọc Thanh, Bích Thương. Xin quý vị cùng thưởng thức. Sau tiết mục này là tiết mục Tương Phùng Tương Ngộ chuẩn bị. Thank you.
không ngờ chiều cái này. Xuân sang đỏ thắm hoa đào, mai vàng trong nắng đón chào mùa xuân. Bên nhau hạnh phúc quây quần, hương thơm lan tỏa trước sân rộn ràng. Đó là nội dung của làn điệu chèo đào nhũ với tựa đề lời chúc của mùa xuân được thể hiện trong giọng ca Hà Ý. Sau tiết mục này là tiết mục mời chào chuẩn bị. Có 5%, còn 5% thôi. Tôi được bao nhiêu nhỉ? May mắn không? Tôi được bao nhiêu nhỉ? Xuân sang đỏ thắm hoa đào, mai vàng trong nắng đón chào mùa xuân. Bên nhau hạnh phúc quây quần, hương thơm lan tỏa trước sân rộn ràng. Mai mắn không? Mừng mai ơi, trên đường em. Hả? Lý. Lý à? Đào thắm mai vàng, xuân sang chung mỹ nhau bình an. Xuân đến đi đó đi ngàn, hải đào duyên xuân đến muôn nhà. Lòng ý niềm sinh rồi dẫn cho đời sừng sông. Như cánh chim trời xuân theo cánh chim về đây trên những con đường xuân về. Chào mừng
chầu kinh chầu kinh chầu này chầu tinh chầu tình anh đi vào chó đỏ anh đi vào chó đỏ môi mình môi ta miếng đi chầu là miếng chầu vàng đừng ngờ anh đi còn son em đi cũng còn son anh còn son em đi cũng còn son ước gì ta được ước gì ta được làm con một nhà anh đi về nền văn hóa dân ca của chúng ta vô cùng đa dạng phong phú, trong đó có làn điệu hát văn mang đậm bản sắc dân tộc đi vào lòng người. Sau đây mời quý vị thưởng thức màn hát văn mừng đảng mừng xuân mừng đất nước được thể hiện qua nghệ sĩ Thu Phương cùng tốt múa phục họa của câu lạc bộ. Sau tiết mục này là tiết mục con sông tuổi thơ tôi chuẩn bị. Try to back it out.
anh em bạn. Đó là cái sản phẩm mới của Yên Ngọc, đầy đủ, nó bổ sung đầy đủ hết. Cháy xanh đồng ngũ danh, tháng ngày xuân ngủ về.
Thank you.
tình thần đạo đức hương trong dáng người, quyết tâm phấn đấu vươn lên sánh vai cường quốc như lời bác trao. Biển mây tự hào khi quê hương khắp nơi đổi thay, còn nhớ những ngày ba đình nơi đây mùa thu năm bay, cả nước chung lòng thuyết trí dựng xây niềm tự hào sáng chói ta.
Thank you.
hân hoan, cảm vững tâm theo hàng dân đường, ta có hát đón mừng nông thôn mới. Quê hương giàu đầy con con nói, cùng đất nước vương vương dân tình xây. Tổ chức là câu lạc bộ xin cảm ơn sự có mặt của các vị.
địa điểm, các vị khách quý cùng quan hệ câu lạc bộ về nhà để chúng ta đi đoàn vui cùng câu lạc bộ. Xin kính mời.